Chào mừng các thầy cô đến với bài thứ hai của tập phim Paulo và con tàu gặp nạn. Tí, bây giờ em cầu nguyện rồi mình bắt đầu nha. Hả? Em cầu nguyện hả? Ừ, đúng rồi. Thôi, em biết cầu nguyện. Sao vậy? Thôi, hay là anh Đức cầu nguyện hay anh Đức mời ai đó hay anh quay phim nè. Mấy anh đó cầu nguyện đi, chứ em không biết cầu nguyện đâu, em ngại lắm. Các thầy cô ơi, các thầy cô có gặp tình trạng như thế này trong lớp học của mình bao giờ không? Paulo đã có một cuộc bóng quan trọng trong cuộc đời của mình, đó là khi trên đường đến thành Damas, ông đã được Chúa đụng chạm và kể từ đó thì ông đã được biến đổi và trở nên hiệu quả cho Chúa. Ý, em thật sự được Chúa đụng chạm khi nào? Em thật sự được đụng chạm khi em có thời gian em tương giao với Chúa, em trò chuyện với Chúa. Ồ, chứng tỏ là em phải có thời gian cầu nguyện cá nhân với Chúa đúng không? Dạ, đúng rồi. Và các thầy cô ơi, đối với Minh Đức và các thầy cô cũng như vậy, và chính các em thiếu nhi cũng như vậy. Các em sẽ cần được sự đụng chạm từ nơi Chúa để có được sự biến đổi và hiệu quả cho Ngài. Và để làm được điều này, các thầy cô cần phải hướng dẫn và giúp đỡ các em thiếu nhi biết cách cầu nguyện và tương giao với Chúa. Các thầy cô ơi, theo như kinh nghiệm của Minh Đức thì để cho các em thiếu nhi tập trung sẽ rất là khó, đặc biệt đối với các em nhỏ tuổi. Và có một nghiên cứu thì cho biết rằng các em thiếu nhi từ 3 đến 9 tuổi, thời gian tập trung tốt nhất của các em chỉ kéo dài đến 8 phút mà thôi. Cho nên để hướng dẫn cho các em thiếu nhi tập trung cầu nguyện thì cũng là một thách thức rất lớn đúng không nào? Thế nhưng Chúa Giêsu thì có phán rằng hãy để con trẻ đến cùng ta. Và trong video hướng dẫn ngày hôm nay, Minh Đức sẽ giúp cho các thầy cô có 5 cách hay là 5 bí quyết để cho các em thiếu nhi biết cách cầu nguyện và tương giao cá nhân với Chúa. Điều thứ nhất, đó là cầu nguyện rất quan trọng. Các thầy cô hãy hướng dẫn và giải thích liên tục cho các em hiểu ý nghĩa của việc cầu nguyện. Cầu nguyện quan trọng như thế nào? Tại sao các em lại cần phải cầu nguyện? Và qua việc cầu nguyện, đời sống các em sẽ được tăng trưởng và được kết nối với Chúa ra sao? Nguyên tắc thứ hai, đó là lặp lại lời cầu nguyện. Đối với những em thiếu nhi nhỏ hơn hoặc là những em chưa bao giờ biết cầu nguyện, các thầy cô hãy cầu nguyện trước và cho các em thiếu nhi lặp lại lời cầu nguyện của mình. Qua đó dần dần sẽ giúp các em biết cách cầu nguyện và tự tin tự cầu nguyện với chính Đức Chúa Trời. Nguyên tắc thứ ba, đó là cầu nguyện theo từng nhóm nhỏ. Các thầy cô có thể chia các em thiếu nhi theo từng nhóm nhỏ, đặc biệt đối với các em thiếu nhi lớn. Khi các em ngồi lại với nhau thành nhóm nhỏ, các thầy cô hãy cho các em chia sẻ những điều các em mong muốn được bạn mình cầu nguyện. Sau đó thì khích lệ cả nhóm ngồi lại với nhau và cầu nguyện cho nhau. Nhóm nhỏ này nên từ 2 cho đến khoảng 3 em thiếu nhi là đủ rồi. Và với nhóm nhỏ như vậy, các thầy cô sẽ khích lệ các em tự cầu nguyện với Chúa, cầu nguyện cho nhau, qua đó làm cho các em cảm thấy tự tin hơn khi đứng lên cầu nguyện cho người khác. Nguyên tắc thứ tư, đó chính là cần phải nghiêm túc. Trong khi các em cầu nguyện, các thầy cô hãy cố gắng nghiêm khắc một chút để các em nhận ra rằng việc cầu nguyện đối với Đức Chúa Trời là điều rất nghiêm túc và các em cần phải tập trung nghiêm túc để nói chuyện với Ngài. Nguyên tắc thứ năm, rất quan trọng nha các thầy cô, đó là cầu nguyện ngắn gọn. Đối với các thầy cô đang dạy các em thiếu nhi, các thầy cô hãy cầu nguyện và tập cho các em cầu nguyện những câu ngắn gọn mà thôi. Qua đó giúp cho các em cảm thấy thật sự tự tin khi cầu nguyện và cầu nguyện cho người khác nữa. Và điều này sẽ giúp các em tăng trưởng cũng như bắt đầu cảm thấy việc cầu nguyện rất dễ dàng. Và từng bước các em sẽ tự tin đến với Đức Chúa Trời mỗi lúc trong cuộc sống của mình. Ý, bây giờ tự tin cầu nguyện chưa? Bây giờ thì lúc nào em cũng sẵn sàng. Rồi, mình cầu nguyện kết thúc nha. Cảm tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay Chúa ngài cho con cùng với các thầy cô có thể học cách để hướng dẫn cho lớp học các em thiếu nhi biết cách cầu nguyện với Chúa. Nguyện xin Chúa chúc phước trên các thầy cô, trên lớp học của các thầy cô được thành công và kết quả cho Ngài. Trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Yeah, các thầy cô ơi, video hướng dẫn ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Minh Đức và Thiên Ý xin chào tạm biệt các thầy cô và hẹn gặp lại.